anh Hoàng Văn Luyện có lẽ không còn nhiều cơ hội để làm công việc vốn đã bao năm nuôi sống gia đình mình. Bất cứ lúc nào, thậm chí là ngay ngày hôm nay, chính quyền địa phương có thể cho giải tỏa những diện tích trồng cây cảnh bị cho là tự phát này. Trước kia là Ủy ban Nhân dân xã và các cấp là khuyến cáo tôi là làm kinh tế và chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Đến khi chúng tôi bây giờ chúng tôi chuyển đổi cơ cấu cây trồng xong rồi thì là đến năm nay, năm 2012 là Ủy ban Nhân dân xã lại có ý kiến là giải phóng mặt bằng để trở lại đất thay lúa, nên là chúng tôi trồng cây cảnh lên rồi đầu tư ra nó rất nhiều rồi. Rất nhiều nông dân Nam Toàn cũng đang đứng ngồi không yên như anh Luyện. Một số diện tích đang được chuyển đổi sang trồng cây cảnh này cũng đã bị đình lại. Đô thị hóa, thiên tai, dịch bệnh khiến những thửa ruộng ven đường không còn thích hợp với việc trồng lúa. Không người nông dân nào muốn đất đai bị bỏ hoang, cũng không người nông dân nào dám đầu tư số vốn ít ỏi của mình vào chỗ mạo hiểm. Ở một làng nghề truyền thống hơn 700 năm, người dân Nam Toàn biết đâu là hướng đi phù hợp. Từ cái chỗ đám cây lúa thì vì chuột bọ nó không đảm bảo với sản lượng của nhà nước. Thế chúng tôi muốn là chuyển đổi từ cây lúa sang cây trồng để đảm bảo đời sống, sinh hoạt trước nhất là cho bản thân chúng tôi đã. Sau có lợi với cho nhà nước thì chúng tôi mới có sản giả cho nhà nước được. Thì gọi là dân có giàu, nước mới mạnh. Cái việc chuyển đổi thì nó rất có hiệu quả, và một sào chuyển đổi chúng tôi tính bình quân, nếu mà cái giá trị, nếu mà những cái hộ mà làm ở cái mức ở trung bình nhất thì cũng phải đạt được từ 3 đến 50 triệu trên một năm. Nam Toàn là một trong nhiều xã có nghề truyền thống trồng cây cảnh của huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Nghề cây cảnh dường như đã ăn vào máu của người dân nơi đây ngay từ khi mới sinh ra. Năm 2003, tỉnh Nam Định ban hành nghị quyết về dồn điền đổi thừa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Nông dân Nam Trực hô hởi chuyển từ trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây cảnh. Bộ mặt nông thôn Nam Trực cũng đổi mới nhanh chóng. Nhưng nhiều cây chưa kịp lớn thì chính sách đã lại thay đổi. Vin vào Nghị định 42 của Chính phủ về giữ đất lúa, huyện Nam Trực buộc nhiều nông dân phải bỏ cây cảnh, quay trở lại trồng lúa. Chỉ tính riêng xã Nam Toàn đã có 864 hộ trong tổng số 1.482 hộ thuộc diện này. Bởi vì hiện nay là cái diện tích phân khai đất lúa cho các xã thì là huyện đã quản lý rất chặt. Nếu anh tiếp tục mở rộng ra thì nó sẽ vi phạm quy hoạch. Và bản thân ngay cái diện tích đang chuyển đổi thì có nhiều diện tích hiện nay là chuyển đổi. Nó ở hai cái dạng, một là tự phát. Cái thứ hai là các hộ dân đề nghị cho nó chuyển đổi nhưng mà cái thủ tục làm từ xã đến huyện quá chậm. Chưa đến khi mà mình làm được rồi thì quay lại thì người ta chuyển đổi mất rồi. Thì cái này cũng có lỗi một phần của các cơ quan chức năng từ xã chuyển đến huyện. Cũng có thể là trước mắt lợi ích ở một số vùng, một số nơi có thể bị ảnh hưởng. Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải nhìn nhận trên một cái bình diện quốc gia. Vì giữ 73,8 này không phải giữ cho một cái xã nào, một cái tỉnh nào, mà chắc chắn là chúng ta sẽ giữ cho cả đất nước. Các nhà quản lý có lý do để quyết tâm bảo vệ bằng được diện tích đất lúa ít ỏi còn sót lại sau nhiều năm suy giảm liên tục. Nhưng người nông dân bao năm gắn bó một nắng hai sương mới là người thấu hiểu nhất đồng đất quê mình. Sẽ là duy ý chí khi quyết tâm giữ những diện tích vốn xưa kia là đất lúa nhưng nay đã không còn năng suất. Sẽ là bất hợp lý khi bắt người nông dân phải mòn mỏi chờ đợi quy hoạch để biết diện tích nào là đất lúa, diện tích nào không. Mọi chính sách của Đảng và Nhà nước suy cho cùng đều nhằm mang lại đời sống ấm no cho nhân dân. Nhưng sự thiếu nhất quán, thiếu thực tế và thiếu kiểm soát trong triển khai tại các địa phương đang khiến chính sách của nhà nước thì không được thực thi hiệu quả, trong khi người dân thì lại bị làm khó. Không còn nghề trồng cây cảnh, tới đây bốn miệng ăn trong gia đình anh Luyện không biết sẽ ra sao khi chỉ trông chờ vào
vào 1,6 sào đất lúa. Mỗi năm cho thu hoạch vẹn vẹn hơn 1 tạ thóc.